Hello, xin chào các bạn đến với channel của cô ba nhỏ Cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay là ngày thứ 5, là ngày Thanksgiving ở Mỹ. Nhưng mà cô ba nhỏ biết là khi mà post cái video này, đăng cái video này thì ngày Thanksgiving đã qua rồi. Nhưng mà coi như đây là một lời chúc muộn của ngày Thanksgiving. Chúc mọi người một ngày Thanksgiving vui vẻ và đầm ấm bên gia đình nha. Còn cô ba nhỏ thì nhà của cô ba nhỏ đã ăn trưa, ăn một bữa trưa, ăn quá chừng là đồ ăn luôn. Và đã đi Black Friday shopping, tuy là thứ năm, tối thứ năm á. Nói chung là Friday, Black Friday shopping thì cô ba nhỏ đã mua rất là nhiều ở online rồi. Nhưng mà có những cái đồ á, mua online không có được, phải tới tiệm mua. Và hôm nay cô ba nhỏ đi chợ Walmart, là mình mới đi chợ Walmart về đây. Nó bắt đầu bán những cái đồ này á từ 6 giờ tối. Và cô ba nhỏ đi á, cỡ 5 giờ rưỡi. Thì năm nay rất là vắng, vắng ơi là vắng luôn. Tại vì không biết tại vì sao nữa, nhưng mà chắc có lẽ là người ta đã order online, mua ở trên online rất là nhiều rồi. Giống như nhà của cô ba nhỏ đã mua đồ online hết trơn rồi. Chỉ có vài cái này cô ba nhỏ đi á, là tại vì tìm online nó không có, nó không có giá đó. Cho nên là hôm nay mình phải đi tới đó mình mua. Và cô ba nhỏ chỉ tới đó, hôm nay nói là mua 3 món mà thôi. 3 món mà ra một đống này luôn. Nói là mua 3 món là những bộ đồ ngủ, pajamas cho mấy đứa nhỏ, và những cái tấm thảm trải ở trong phòng tắm. Và cái gì nữa ta? Và cái pop socket là cái đồ mà dán vô đằng sau cái phone á, để mình cầm mà coi phim á. Thì đó là mình chỉ tới đó mình mua 3 thứ thôi, mà bây giờ cuối cùng mình ra mua hết chừng luôn. Có cái balloon nữa. Happy Thanksgiving mọi người nha. Black Friday của mình nhỏ mới đi về, đi chợ Walmart thôi. Đi một chợ một thôi mà năm nay rất là vắng. Bây giờ mình sẽ quay, có nên quay qua cho mọi người coi không ha, để cho mọi người thấy cô ba nhỏ mua cái gì. Cái này chỉ là ở Walmart thôi, còn những cái đồ mà cô ba nhỏ order online thì từ từ nó sẽ về từng ngày. Bây giờ mình sẽ quay qua cho mọi người coi rồi mình sẽ show mọi người từng cái nha. Đây một năm nay là cô ba nhỏ không có mua nhiều, không có mua nhiều là tại vì á là đã order online nhiều rồi. Một đống này, một cái này, như là cái này đó. Thôi bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người coi nha. Mình đi cũng 1 tiếng đồng hồ, tại vì đi xếp hàng á, khi mà ra tính tiền á thì xếp hàng lâu lắm. Ok, bây giờ sẽ cho mọi người coi từng cái ha. Rồi bây giờ thấy cái này đầu tiên nè. Cái này cô ba nhỏ mua cho chị hai nè, 9 đồng 97 hay sao, nói chung là 10 đồng 9 đồng mấy á, 10 đồng. Có làm cái slime á, là làm cái mà mấy cái mà ghê ghê vậy nè. Mình thấy ghê ghê nhưng mà mấy đứa nó thích lắm. Nhão nhão vậy đó, là có 4 hộp. Đó là mỗi cái làm khác nhau. Nó có instruction, nó có hướng dẫn ở trong này hết trơn. Thì chị hai rất là thích slime, rất là thích làm cái đồ mà nhão nhão đó. Giống như Play-Doh nhưng mà nó slime, nó trơn trơn ghê lắm. Giống như vậy nè. Bữa nào con của cô ba nhỏ làm, cô ba nhỏ quay lại cho mọi người coi ha. Đó, mua một cái này 10 đồng. Vừa về là mình cho nó mặc thử cái bộ này, cho nên mở ra thử coi nó có vừa hay không. Tại cái này là size 10-12 mà mình nghĩ là nó mặc size rộng hơn, cho nên là thử coi có vừa hay không. Thì bộ này là 4 đồng 75 một bộ đồ ngủ á. Là mục đích chính của mình đi chợ hôm nay á, là mua những cái bộ đồ ngủ này nè. Mỗi đứa mấy bộ cho mặc mùa đông á. Nè, cái vải nó nỉ nỉ vậy nè. Cũng ấm lắm, mùa đông mặc rất là ấm. Thì chị hai đã mặc thử rồi, vừa y luôn đó. Thì được một bộ rồi đó, 4 đồng 75 một bộ. Mỗi năm tới ngày Thanksgiving, Black Friday á, mình đều mua những cái này để cho mấy đứa mặc mùa đông á. Đó thì chị hai mua được một bộ ha, là cái này rồi. Còn em nhỏ nãy mình cũng về mình mở ra thử một bộ này luôn, mới về mở ra thử cũng 4 đồng 75 luôn, là em nhỏ mặc size 3T nè. Thì cái này là vải thun thường chứ không phải là cái nỉ đâu, cái hình Mickey Mouse nè, đồ ngủ đó, rồi cái quần nữa đó. Đó thì em nhỏ cũng được một bộ ha, chút nữa cho em mặc liền cái này, em thấy Mickey Mouse em khoái lắm. Là 2 bộ rồi. Cái này cũng mua cho em, nếu mà cái đó size 3 cho em nhỏ thì cái nào cũng vừa hết. Thì mình mua cho em nữa đây, 3T một bộ nữa, hình Mickey Mouse. Mà cái này là vải nỉ nè, hồi nãy cái kia là vải thun thường. Cái này bằng nỉ, cái này cũng vậy luôn. Đó, Paw Patrol. Đây, của em 3 bộ. Rồi của chị 2
mình nghĩ là nó sẽ mặc size 14, 16 cho nên mua 14, 16. Nhưng mà có lẽ là cái này nó rộng, nó bự. Tại vì hồi nãy mặc thử cái 10, 12 ấy vừa y à. Cho nên chắc là cái này lỡ mua rồi để năm sau mặc. Cũng bằng giá 4 đồng 75 à. Rồi, xong một bịch. Tới qua bịch này. Chị Hai nữa, chị Hai tự lựa. Nó có rất là nhiều cái hình ở trên cái áo á, thì chị Hai tự lựa. Thì đây cái này cũng 10, 12 nè. Ủa sao cái này với cái này giống nhau quá vậy? Ai nhìn màu hồng hồng giống nhau nhưng mà nó khác ha. Đó, cái này với lại có hai cái hình này khác nhau. Cũng 4 đồng 75. Còn cái này là của em nhỏ. Cái này bằng vải bằng nỉ nè, còn cái này bằng thun nè. Của em nhỏ thì có hai loại, mình mua cái loại bằng thun với lại cái loại bằng nỉ. Đó. Của em. Đây một cái của em nữa. Paw Patrol. Rồi, hết một bịch nữa. Rồi cái gì nữa đây? Rồi mấy cái này là mấy cái dây charger, dây sạc pin. Mấy cái dây sạc pin này á, là 1 đồng 1 cái, nó sale 1 đồng 1 cái. Cho nên là mình mua quá chừng luôn, mỗi người một cái. Màu hồng nè, màu hồng là gì? Màu đen nè, màu trắng nè. Đó, khỏi giành nhau. Rồi, mỗi 1 đồng 1 cái ha. Còn cái này là cái đồ pop socket, là để dán ngay đằng sau cái điện thoại á, để người ta dán đằng sau cái điện thoại giống vậy nè. Để người ta cầm cho dễ. Cái này nó sale 2 đồng một cái. Là mình mua mấy cái thì không biết nè. Chị Hai thích mấy cái, thích cái hình gì thì lựa cái hình đó nè. Đó, là 2 cái à. Rồi đây là một cái sợi dây charger. Mà cái dây charger này cho iPhone. Thì dây này là 4 đồng. Cái này 4 đồng. Thêm một cái. Ủa sao cái này mua giống nhau quá vậy? À khác nhau. Đây, 3 cái. Đó. Rồi, anh ba mua thêm hai cái timer. Hai cái timer này gắn điện vô vậy nè, để mình set giờ. Thí dụ như là mình muốn cái cây Noel của mình mấy giờ nó sẽ tự bật lên, mấy giờ nó sẽ tự tắt. Thì cái này là cái timer, không biết mua bao nhiêu đây. Cái này mình không biết, ví dụ này mình không biết, nhưng mà mua hai cái. Rồi, con bịch này là leggings. Leggings là để người ta mặc ôm vô giống như vậy nè, đó, giống y như vậy nè, giống như giới da nhưng mà nó lại dày hơn. Thì cái này á, hình như hồi nãy là có 5 đồng à, 5 đồng hay 4 đồng gì đó mà tới 2 đôi lận. Cái này là size medium. Medium là size vừa. À, cô bé nhỏ mua cái này là size medium và một cái này giống y như vậy luôn mà size small. Tại vì mình không biết mình mặc cái nào vừa, cho nên mình mua hai cái luôn để về mình thử. Cái nào vừa thì mình trả lại bớt một cái. Thì cái này là 4 đồng hay 5 đồng gì đây quên rồi. Đó. Rồi còn đây cũng là leggings luôn nhưng mà cho chị Hai cũng hai cái quần. Một cái màu này, một cái màu đen. À, của chị Hai thì mình cũng mua size 12, 16. Từ 12 cho tới 16 không biết có vừa hay không đây. Thà lớn còn hơn là chật ha. Thì cái này cũng có 4 đồng hay 5 đồng gì đó. Rồi mình mua thêm một pack vớ. Vớ này á, nó có 1, 2, 3, 4, 5 5 đôi mà nó có sale quên rồi. Quên nhiêu rồi, nãy thấy nhớ rẻ lắm. 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng gì đó. Mà nãy thấy rẻ lắm cho nên mua. Cái vớ này rất là dài, nó rất là cao, để mình mang giày boot á. Cho nên là cô bé nhỏ mua để mang giày boot. Rồi, hai cái này sale nè, 8 đồng 87 một hộp. Cái này á, thay vì mình gắn đèn ở ngoài khi mà tới mùa lễ Noel rồi đó, thì mình hay giăng đèn ở ngoài trước nhà để buổi tối nó sẽ mở đèn lên, nó rất là đẹp, trang trí trước nhà đó. Nhưng mà năm nay á, mấy năm nay á, thì nó có cái này nè. Mình cắm ở dưới rồi nó tự nó rọi lên trên tường của mình á, nó quay giống vậy nè. Đẹp lắm, để khỏi mất công mình phải gắn đèn. Cho nên là không biết có được hay không mua một cái này. Một cái là 8 đồng 87 nè. Đó. Nó project lên, nó chiếu lên trên nhà giống vậy nè. Nó chiếu lên trên tường á, đó. Em mua một cái này nhiều màu ha. Nếu mua một cái này cũng giống y như vậy luôn, nhưng mà nó là hình tuyết nè, nó hình là những cái snowflake á. Đó. Và nó màu trắng. Thì không biết cái nào đẹp cho nên mua hai cái luôn. Anh ba mới mua hai cái luôn. Cái này là cái gì đây? Ồ, tìm đâu thấy ra cái này nữa. Cái này là hình elephant, hình con voi đây nè. Đó,
mua thêm một cái nữa, thấy rẻ mua quá chừng. Rồi mua thêm ba bịch vớ. Ồ đâu rồi, ra thêm một cái nữa màu đen nữa. Ủa sao nhiều quá vậy? 1 2 3 4 5. Trời ơi. Nhiều quá vậy, 5 cái luôn. Mua đem về Việt Nam bán. Còn đây là vớ cho em nhỏ. 6 đồng mấy một bịch á, à, một bịch có 10 đôi. Mua cho em nhỏ 3 bịch luôn. Màu trắng giống nhau hết. Cho mỗi lần mình giặt á, cái mình làm xếp đồ á nó dễ lựa. À, chứ nhiều khi á có loại á là mấy đôi màu trắng, mấy đôi màu xám, mấy đôi màu xanh, mấy đôi màu đen á, rồi khi giặt á rồi chiếc này chiếc kia mất tiêu à, cho nên mua màu trắng cho nó dễ đó mà. Mua 3 pack luôn. Rồi mình mua cái ống bơm, anh bán mua cái ống bơm không biết bao nhiêu tiền đây, chắc 10 đồng mấy á, 9 đồng mấy, 10 đồng mấy á. Món bơm về để làm nghề bơm xe, bơm bánh xe đạp. Nói chứ cái ở nhà tự nhiên mất tiêu rồi. Mà chị Hai mùa này mát á, muốn dẫn chị Hai đi ra ngoài công viên á để đạp xe đạp á, tập chạy xe đạp á, mà cái bánh xe bị xẹp rồi, cho nên là phải cái này không có sale, giá bình thường thôi giống như mọi ngày. Nhưng mà mình đi ngang qua mình cần, mình thấy thì mình mua luôn. Cái này 10 đồng là cái đồ bơm bánh xe, bơm bánh xe đạp. Đây, để bơm đầy. Rồi, một đống này nè. Mình mua 5 cái. 5 cái thảm. Thảm này là thảm giảm chân á, mình bỏ trong phòng tắm á. Phòng tắm của cô ba nhỏ thì để 3 cái. Phòng tắm nhỏ bên kia thì để 2 cái, cho nên là mua 5 cái đó. Rất là mềm, rất là mịn. Mỗi năm mình đều mua hết trơn á. Mỗi năm mua một màu. Năm nay là mua màu màu xanh này, năm ngoái là mua màu trắng đen, năm trước nữa thì mua màu kem. Có năm nào nữa thì mua màu trắng. Mỗi năm cứ mỗi năm là mỗi mua. À mỗi cái là 3 đồng rưỡi. 3 đồng rưỡi mỗi cái thì mua 5 cái. Rồi. Còn một cái này nữa rất là to. Là một bộ vali. Ý da. Một bộ vali này nè. Đây một bộ vali này 49 đồng. Ờ phải 48 đồng. Bộ vali này 48 đồng, nó có 5 cái vali lận. Không bao giờ không có mở ra đâu, tại vì nó mở ra nó bự lắm. Đem ra ngoài gara để luôn, khi nào mình xài thì mình đem mở ra. Là nó có một cái thiệt là to nè, thấy không? Rồi một cái vừa vừa nè. Rồi một cái carry on là cái kéo để có thể đem lên trên máy bay á. Cái xách tay á, nhưng mà cái xách tay này hình như là hơi to. Rồi có một cái này với một cái này, nói chung là 5 cái. Mà xe 48 đồng thì thấy rẻ cho nên mua. Đó, mà nó có bánh xe ở dưới đó, kéo đi kéo lại dễ lắm. Đó, rồi mọi người đoán cho coi là hôm nay cô bạn nhỏ mua hết nhiêu tiền. Mua hết nhiêu tiền ở chợ này thôi. Sau cái mùa Black Friday này á, là đi trả bill sướng luôn á. Những cái này á, là hôm nay chỉ mua ở chợ đó thôi. Còn những cái đồ mà order ở trên website đó, nó gửi về á, là còn nhiều nữa. Cho nên mỗi lần mà tới Black Friday là tốn tiền dữ lắm. Rồi, vậy là mọi người biết năm nay Black Friday ở Mỹ của bạn nhỏ mua cái gì ha. Năm ngoái á, thì mua rất là nhiều con chuột á, những con chuột để cắm vào trong cái laptop hay là cái computer để xài á. Nhưng mà năm nay không có mua cái đó nhiều. Năm nay chỉ mua quần áo rồi những cái đồ linh tinh thôi mà cũng quá chừng tiền luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của cô ba nhỏ nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và Happy Thanksgiving muộn. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.